Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán lớp 3 nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về cái chu vi của hình chữ nhật trang số 87, mình giải bài số 2 nha các bạn. Thì cái đề như thế nào? Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài có nè 35 mét nè, được chưa ạ? Chiều rộng có nè 20 mét nè, được chưa ạ? Hình này là hình chữ chữ nhật nè. Tính chu vi của mảnh đất thì mình biết chu vi của mảnh đất là hình gì ạ? Hình chữ nhật thì sẽ phải có chiều dài có nè, chiều rộng có nè, được chưa? Chiều dài có chưa? 35 mét nè. Chiều rộng có chưa? 20 mét nè. Hai ngày cùng đơn vị đo chưa? Cùng đơn vị đo rồi. Vậy mình chỉ cần áp dụng công thức, mình viết đề lời giải ra chu vi hình chữ nhật hoặc là chu vi miếng đất hình chữ nhật là miếng đất hình chữ nhật là, được chưa? Thì bằng dài nè, dài là bao nhiêu? 35 nè, cộng nè, rộng là 20 mét nè, tất cả nhân nhân 2 nè, được chưa? 35 mà cộng 35 mà cộng 20, 5 cộng 0 bằng 5, 3 cộng 2 bằng 5. Vậy 55 nhân 2 nữa là 55 nhân 2, 5, 2 nhân 5 là 10, ghi 0 nhớ 1. 2 nhân 5 là 10, nhớ 1 đối với 1, 1, 1. Vậy là 110 mét, mét đơn vị là mét, được chưa? Đáp số, được chưa? Vậy nói nôm na cái bài này cũng rất đơn giản thôi, chỉ áp dụng công thức thôi nghe các bạn. Thì miếng đất này, thứ nhất các bạn phải xác định được miếng đất này là hình chữ nhật nè, được chưa? Có chiều dài nè, có chiều rộng nè, sẽ tính được chu vi. Chu vi thì câu theo công thức là gì? Dài cộng rộng cùng đơn vị đo tất cả nhân nhân 2 nha các bạn. Đó. Rồi, các bạn nào chưa hiểu thì các bạn có thể comment, hoặc là các bạn có thắc mắc, hay là lúc mình giảng nó lẹ quá, hay là chỗ nào mà các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể comment, mình sẽ giảng lại sau nha. Rồi, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.